Chào tất cả anh em. Hôm nay ngày nghỉ mấy anh em mình ra sau nhà kiếm mấy con cá rồi để làm mồi nhậu nha anh em. Ở sau nhà mình có cái ao. Nay mấy anh em ra đây thử câu kiếm cá chim với cá trê rồi coi. Có cá mình vô mình nướng mình nhậu nha anh em. Nay mình sẽ làm một món cá nướng nhưng mà hơi đặc biệt. Để không biết cá có cắn câu hay không đã rồi mình tính nha anh em. Ê, ê, cá cắn câu rồi. Mười đĩa lẻ ghê chứ. Cá chim lên nha anh em. Rồi, chim chim. Rồi, quay lên luôn. Mắt giỏng rồi lên quay lên luôn. Lên luôn, lên bờ luôn. Dở lên, quấn sát lại, quấn sát lại. Rồi, dở lên luôn. Thành quả nha anh em. Đây, có cục chì dằn nha. Bung lưỡi miệng nè. Nãy giờ câu cũng được mấy con nha anh em. Cá chim, cá trê, cá chép. Rồi giờ mình làm cá rồi mình nướng nha anh em. Nãy tưởng anh này là rượu chứ. Nói chung nó cứ mỗi lần thủ con kem đi. Mình chỉ mới bắt con anh em. Mình sẽ tiến hành cá chim nướng với bạc. Quấn với bạc nướng nha. Ủa má, cá trê nó lại câu kia cho xuống ao luôn thôi. Cá trê mình cũng nướng luôn nha anh em. Cá nào trê đưa đây. Này có dưa leo, ổi rồi muối ớt nha anh em. Trời muối ớt chanh nè. Giang hồ đứng đợi. Đợi mồi á. Chờ mồi. Mau mát nha nè. Hôm nay đầu bếp Hoàng Trần sẽ làm cá và nướng cá nha anh em. Làm cá xong giờ bắt đầu mình ướp, mình quấn lại nướng nha anh em. Nướng muối ớt thôi, sơ sơ vậy. Không sợ cháy. Hai lớp. Nướng này là khỏi sợ cháy khét nha anh em. Nó thành tro thôi à, chứ không có khét đâu.
mở cá chảy kêu reo reo ở trong luôn. Cá chín rồi nha anh em. Đầu bếp Hoàng Trần TV sẽ khui cá nha. Rồi, cá chưa? Rồi để nguyên vậy là bình banh ra luôn à. Đó. Sao nó lại dính rồi cái. Đúng rồi, dính cái da vậy mà. Đúng rồi. Đó, giờ mình ăn thịt rồi. Rồi, em gọi hả? Tiền có lấy không? Có. Rồi, quá đẹp luôn. Hấp dẫn nha mọi người. Ơi. Rồi, mời anh em nha. Mời cả nhà nha. Hôm nay có món cá nướng muối ớt, nướng giấy bạc. Mời anh em ăn với tụi mình nha. Mày bao nhiêu sướng sướng. Mình đang khát nước uống nó ngon. Mời cả nhà nha, anh Hoàng ăn miếng cá nè. Ăn cho nóng thưởng con cá to nhất đi, chim đi, trời. Lần đầu nướng nên không có được đẹp nha mọi người. Nhưng mà bao nóng đấy, ngon đấy. Thì anh nghĩ là ngon đấy. Nó chưa khô vẫn mềm, ngon. Đúng không? Mềm, ngon đó. Ăn nóng là ngon, bao ngon luôn. Video mình tới đây là kết thúc nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha. Anh em đừng quên là subscribe kênh ủng hộ mình nha. Chúc anh em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye.